2-3 giờ sáng và em lại em rước anh đi đưa ra bến xe về. Em nghĩ trong đầu là 3 giờ sáng, tắt nhiều gì mình cũng phải liếm lát một xíu. Hai đứa mới hôn nhau thì chỉ kiểu nó đẹp trai mà nó vừa miệng ghê luôn chị. Em xin chào chị Lâm Khánh Chi, em xin chào chị Minh Tân và cũng như là chào mọi người đang xem vào chương trình Cơm Ao. Em tên là Nguyễn Nhật Linh, em 20 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Rồi cho anh hỏi về câu chuyện tuổi thơ của em được không? Lúc nhỏ thì em đã nhận thức được bản thân của mình khá là khác biệt hơn các bạn nam đồng trang lứa. Em là một người rất là yếu đuối, chút chát và đặc biệt em hay cái là điệu đà, cái là điệu luôn. Điệu là điệu làm sao? Điểm chị Lâm Khánh Chi vậy đó. À vậy hả? Dạ. Từ nãy giờ chị chưa thấy em điệu. Tại em cũng đang gắn kìm á chị. À, em đang gồng ai hàng gì trời chết luôn á. Em buông đi cưng, buông cho chị dễ nhìn, chị dễ nói chuyện hơn. Để em buông đó chị. Để em buông đó chị. Cho anh hỏi là những cái biểu hiện nào điệu của em từ hồi nhỏ được không? Lúc nhỏ thì em thường hay lấy kem của mẹ em xức. Mà lúc đó em tầm chỉ 5-6 tuổi gì thôi. Mẹ em không nhìn vô thì không có nói gì hết á. Thì em nghĩ là chắc em đẹp lắm. Cái sao em cũng tự tin em tung tăng ngoài đường thì cha em về. Thì cha em mới nói là con trai là ông trai sao mà xức kem giống BD quá vậy. Mà thiệt lên BD thiệt luôn. Lúc đó là em biết em vậy chưa? Dạ chưa. Lúc đó thì em cứ nghĩ là chắc mình kỹ lưỡng này kia thôi. Chứ mình không có nhận thức được bản thân là lớn lên mình sẽ như vậy. Giống như ba cái lời nói của ba tiên tri tới bây giờ luôn á. Thật ra không qua mắt được phụ huynh đâu. Dạ. Cha mẹ thương con thì lúc nào cha mẹ cũng hiểu hết. Cha mẹ cũng biết nhưng mà chẳng qua cha mẹ không có... Không nói thôi. Không nói vậy đúng rồi. Rồi cái sự yếu đuối của em thể hiện qua cái việc nào hả? Chắc lẽ là em... Nó nghiêng về phía nữ nhiều hơn. Lúc nhỏ thì mấy cái khăn mà khăn du kích đó chị. Khăn gằn bây giờ chị thấy em mới múa nè. Nãy chết em cứng quá. Em phải múa với này kia cái kiểu đi. Ta nhìn vô ta biết em là dị chứ giờ em men quá rồi sao. Em gồng quá nãy chị tưởng em cộng đó. Anh mới vô em gồng với chị nói ủa chị đang nhìn kỹ chứ có em sao. Sao chị thấy em cứng quá. Dạ. Trong cái mối quan hệ bị gay á, em là màu tím kèo dưới bạn. Em là màu tím hả? Dạ, em là màu tím đậm luôn á chị. Tím đậm luôn hả? Chắc lẽ là gặp những cái người bạn thân thuộc của em quá thì lúc đó em mới bung ra thôi. Còn với người khác thì nói chung là em cũng phải giữ một cái gì đó nó giữ kẻ. Dạ đúng, giữ kẻ. Rồi về câu chuyện yếu đuối hồi xưa nào? Yếu đuối thì lúc trước thì em thì không có chơi những trò chơi mạnh bạo đâu. Em thì kiểu như dạng là ai mà em mà thấy ai ở dơ này kiểu là em không có muốn chơi chung. Em hay ở trong lòng em nói là ồ mấy thằng này nó chơi dơ quá không có chơi lại với mình đâu. Em thích sạch sẽ. Đúng rồi, em thích sạch sẽ. Và em biết là kỹ nha, ai mà vô nhà em mà dơ giấy này kiểu là em có thái độ liền. Em có thái độ liền lúc nhưng đó. Nhưng từ nhỏ là em điệu chưa hay là lớn em mới điệu? Em điệu từ lúc nhỏ luôn. Có điệu hả? Cho đến khi mà chỗ mã rồi đó em mới điệu dữ nữa. Đi làm đi học này kiểu thì em hay mặc áo tay dài nè. Rồi hay bịch thú trang này kiểu nói chung là con gái sao em trang vậy luôn á. Anh thấy con trai thẳng cũng vẫn mặc áo tay dài đeo khẩu trang mà. Tại lúc đó thì dưới quê em thì nó không có phổ biến. Dưới quê em là nông thôn anh. Nên phải là người ta cứ mặc đồ đi học bình thường. Còn em là phải chỉnh chu từ ly từ tí mà em mới đi học. Điều với chị không? Cũng y chang chị luôn á. Cũng y chang chị luôn á. Bộ ở dưới quê đeo khẩu trang là điệu lắm rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ngày xưa quê... đâu có chương trình mà đeo khẩu trang như bây giờ là đang dạ, rồi, dịch đâu. Ngày xưa là kỹ lưỡng điệu lắm ra đường đeo khẩu trang. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn bình thường đó người đâu có thí dụ 10 người chỉ có 5 người đeo, 5 người đâu có đeo đâu. Rồi khi nào em phát hiện ra đúng bản thân của mình? Chắc có lẽ là năm 13 14 tuổi. Lúc đó là em mới phát giác cái bản thân của mình nó khá là khác biệt. Và hầu như là em bị đơn phương những cái bạn nam mà hay đẹp đẹp á. Thường là em đơn phương là em sẽ không có giấu mà em sẽ thổ lộ ra luôn. Thổ lộ không phải là em nói. Yêu phương là thường thường là ta phải giấu chứ. Em thổ lộ không phải là em nói với người này người kia nhưng mà em sẽ viết trên cái tờ giấy. Mà lúc đó em đi giấy thư không phải không? Dạ đúng rồi, không có giấy thư luôn. Em chỉ viết thầm ấy thôi. Em thích người nào em ghi tên trên đó đó. Thì nói chung là em cũng dạng học sinh giỏi ở trong trường. Khi mà em đến trường em để cái cặp đó thì các bạn sẽ mượn cái tập của em để chép bài lại. Thì vô tình các bạn thấy cái tên bạn đó vào á, tên nó trên nhật ký thì các bạn cũng hay chọc. Là tới đó các bạn chọc rất là nhiều. Rồi có bao giờ các bạn đi nói lại với cái bạn mà em thích không? Với crush của dạ em? Dạ có. Rồi phản ứng của bạn đó đối với em như thế nào? Thì hơi bị chảnh chẽ với em. Em biết mình thích là hay chảnh chẽ. Đúng rồi chảnh, nhưng mà ra bạn đó là chơi thẳng. Tại lúc trước ở dưới quê em thì không có ai gay nhiều. Nhưng mà con trai chảnh nhưng mà mình thích. Dạ. Kiểu như càng chảnh mình càng dạ, thích chinh phục. Nó càng có giá là mình đúng càng rồi. Thích phục. Em có tấn tới nữa không? Dạ thì... Nếu mà chị là em thì cho tấn tới luôn. Bởi do lúc đó thì em bị tác động bởi xã hội nè. Rồi cha mẹ bạn bè các kiểu thì cái giờ em bị tự ti. Và em bị trầm cảm rất là nhiều nên vì thế em sẽ không bao giờ mà nói là những tâm tư gì mình với tất cả mọi người luôn. Và kể cả gia đình em cũng vậy. Rồi làm sao để em giải tỏa nó ra? Thì em than viết những cái gì mà em đã từng trải qua trên một cái tờ giấy. Và sau đó em viết xong rồi em xé bỏ đi. Thì em sẽ tự trấn an mình. Bơi đi cái phần nào mà bị người ta kỳ thị này kia các kiểu. Cái sự kỳ thị đó nó nhiều lắm. Lúc đầu thì bạn bè, rồi xã hội
thường em đi làm hay là em đi học hay là em đi chơi đó thì mọi người hay nói từ ở BD thì mỗi lần em nghe cái từ đó em chỉ lướt ngang thiệt nhanh, em không nghe những cái lời nói đó, nó chưa dừng lại ở mức đó. Cái sau bắt đầu mới tới gia đình của em, xong đó thì bà con mấy chú mấy cô thì thay nói những câu đó đính kèm theo những cái thái độ em nhìn theo giống như là mình là một cái tên tội phạm vậy đó, mình không thuộc về nơi này. Em thấy trong lòng mình nó rất là buồn. Còn hơn thế nữa là tới cha mẹ em rất là sợ cha mẹ em phải buồn về những cái điều đó đó. Thì lúc đầu thì cha mẹ mới hỏi em là mày phải như vậy không, thì em bác bỏ, em không có nhận. Em chối đúng rồi, em chối. Nhưng mà ra là em trong lập đã biết em như vậy rồi. Bạn bè, xã hội, rồi anh chị em, bà con, rồi kể cả gia đình em nữa, cũng giống như là bốn phía nó dồn em vào cái đường cùng đó. Em không biết chia sẻ cùng ai, em không biết phải tâm sự hay là mình thuyết trình, mình phải giải thích, em không phải như vậy, con không phải như vậy. Nhưng mà thật sự không có ai hiểu em á. Lúc đó em bị trầm cảm và lúc đó em giống như là một con chim mà nhốt trong lòng vậy đó, không được thoải mái gì hết. Rồi làm sao mà em vượt qua cái giai đoạn đó? Cho đến năm 15 tuổi là bắt đầu em cùng với gia đình đi lên Đồng Nai sinh sống và làm việc á. Thì đó cũng giống như là cuộc đời em bước vào cái trang sách mới vậy đó. Tại ở trên đây thì anh cũng biết là ở trên đây nó thoải mái lắm rồi. Ví dụ mà người ta thấy mình, ta biết như mình như vậy thì người ta sẽ không nói. Cái là bình thường. Và em nghĩ là nơi đây mới là nơi mình đáng sinh sống ở đây. Mà lúc đấy bố mẹ em vẫn biết là em đã như thế rồi đúng không? Lúc đó thì cha mẹ chỉ nghi thôi. Chỉ nghi thôi chứ chưa có biết em là chắc chắn là sẽ như vậy. Rồi đến bây giờ em come out với lại gia đình thì một lần đó em đi chơi với bạn bè em. Thì bây giờ anh chị cũng mới biết ấy. Mình hay mặc cái phong cách nó dạng là unisex á. Thì nó dạng hơi phi giới tính. Thì bắt đầu thì bữa đó em có đi chơi với bạn bè em thì em cũng trưng diện một xíu. Thì bắt đầu cha em hỏi là ủa sao mày mặc đồ con trai nè, ông sao mặc đồ kỳ vậy Linh. Cái sau bắt đầu cha em hỏi là mày có phải đồng tính không? Thì lúc đó thì em sợ, bắt đầu cái cảm giác lúc xưa nó lại quay lại thêm một lần nữa. Em được bác bỏ và em chối cãi và em đi một bước luôn. Cái sau bắt đầu em mới buồn quá, em mới kể cho bạn bè em tâm sự. Cái sau mới nói với bạn bè em là nếu mà cha hỏi thêm một lần nữa em nhất định em sẽ đối diện và em trả lời thật. Cùng qua ngày hôm đó là cha mới đầu hỏi thêm một cách nghiêm túc và em cũng đã trả lời luôn. Thì bắt đầu cha em cứ suy nghĩ là đồng tính á, gay, BD này cái kiểu thì một thằng con trai nó không có đủ bộ phận sinh dục thì nó mới là như vậy. Thì bắt đầu em cũng có giải thích này cái kiểu thì nó rất là suôn sẻ, như nó không có bị như những gì mà em suy nghĩ đó lúc đó. Sau đấy em giải thích với bố em như thế nào? Em nói là con sinh ra con nó như vậy rồi, chứ không phải nhất thiết là con phải có như vậy là con phải lấy vợ. Cái đó là cái hình như là cái máu của con rồi, với lại cái cảm xúc con thôi. Tất cả mọi thứ quan trọng nhất là phải cảm xúc của mình. Thì lúc đó em nói mà em cũng cứ dạng muốn khóc mà khóc không có được. Thế dạng nó có một cái gì đó nó... Nhà xưa là mọi người hay nghĩ lắm. Dạ, nghĩ là nếu mà là BD sẽ là có bộ phận sẽ không giống như là con trai bình thường. Dạ, dạ, không phải dạ. Vậy đâu. Dạ. Cũng bình thường, nhưng dạ. Mọi người là nghĩ như vậy dạ. Đó. Bây giờ thì cha em cũng đã hiểu rồi. Nhưng mà em nghĩ là còn đâu đó vẫn còn có cái khái niệm như vậy, như là những cái người mà ở dưới quê. Tại người ta không biết. Nhà xưa người ta không biết, người ta nghĩ vậy thôi. Dạ. Thế trước thì em cũng hay dặn lắm nha. Ai mà hay nói em những cái từ đó em rất là dặn. Cho đến hiện tại bây giờ em nhận thức được á thì em cũng không có trách, bởi vì người ta không hiểu thì cũng không trách được. Giờ về câu chuyện tình yêu của Linh nào. Tình yêu thì mối tình đầu cứ cưng đi. Mối tình đầu thì chắc mấy là tuổi? Năm 16 tuổi thì cũng quen bạn này ở trên một trang Facebook thôi. Thì cũng hai đứa cũng hẹn gặp nhau. Ai cứu ai trước? Bà ấy nhắn tin với em trước. Bà nói làm sao, nói làm sao? Thì bà ấy nói chung thì cũng cao to, cũng nhiều miệng, cũng ngon. Thì sạch bắt đầu sẽ. Dạ, sạch sẽ luôn. Thì bắt đầu mấy bạn đó thì làm bên Sài Gòn, em thì làm ở bên Đồng Nai. Thì bắt đầu bạn ấy quyết định là gặp em. Thì gặp nhau thì cũng đi ăn uống này kia kiểu, thì bắt đầu mới dẫn đi xem phim. Thì xem phim thì chị biết mối tình đầu á chị, tức là hồi hộp. Khi mà ở gần một cái người nào đó mà có sự quan tâm của họ dành cho mình á, bắt đầu tim mình cái đập phật sung sướng. Cái là thích luôn. Cái hình gạo rực á. Đúng rồi, gạo rực, cực kỳ gạo rực luôn chị. Thì bắt đầu mới ngồi. Đúng có điều không? Dạ, lúc đó mình làm giá bộ mình làm con gái hững hờ này kia kiểu á chị. Cũng nghiêm này kia kiểu nha, chứ không phải là sồm lên. Trong lòng rạo rực. Dạ đúng rồi, kiểu nhà mình kiềm chế lại. Dạ, dạ. Phải không? Phải có giá một xíu, mặc dù mình cũng mê lắm. Rồi sau đó thì mới ngồi xếp phim thì cũng đút cho nhau ăn bắp này nha. Quay qua quay lại hôn nhau. Ăn không ai trước nha? Anh ấy hôn trước. Lúc mà hôn trước thì em rất là gung nha. Rất là gung. Cái sao thì hôn lần đó em phái cái sao bắt đầu không hôn nữa, cái sao quay qua em hôn ổng luôn. Ổng hôn em lần đầu tiên thì em dạ. Rung dạ. Lần thứ hai là em phê. Đúng. Lần thứ ba là ổng hôn lại. Dạ đúng rồi. Con gái thì mày như hôn lại vậy. Thì nói chung là lần đầu tiên á chị, mình cũng biết ở cái cảm giác nó như thế nào, với lại mình cũng không có kìm được cảm xúc của mình. Thì lúc đầu thì lần đầu tiên mình yêu á chị, nên mình thấy mình phải tranh thủ. Nhưng mà hôn lén cho chị hỏi thật sự nha,
hôn lén chồng rạp á, cái cảm xúc nó nhiều không? Thì nói chung cũng vừa hôn mà vừa sợ. Cái sau bắt đầu mỗi là hôn cái sao nhìn qua anh lại nè, để có cảm giác hôn sợ sướng lắm á. Mặc dù là chị chưa bao giờ hôn ai chắc chưa. Vậy và sao chị biết sướng? Theo chị nghĩ vậy. Không. Chị nghe nhiều người nói là chị nó hồi hộp lắm chị ơi. Chị nhìn vào mắt em chị trung thực. Thật sự từ xưa giờ chị chưa bao giờ hôn ai trong rạp. Vậy sao chị biết sướng? Chị nghe nhiều người nói là hôn mà sợ người ta nhìn thấy á. Mình hồi hộp á, cái cảm xúc mình nó rất là sướng hơn là hôn là không ai nhìn thấy. Thật sự bữa nay chị làm thử trong rạp coi. Thật sự chưa? Chưa bao giờ. Em nghĩ là chị nên thử đi. Chị thử đi, cái cảm xúc là cảm giác rất là lạ luôn. Rồi sao nữa? Ai về nhà đấy hả? Không, cũng đó là cũng tối rồi. Thì bạn ấy mới rủ em là chắc anh ngủ lại ở đây. Mà lúc trước thì cha mẹ em không cho em ngủ ở ngoài. Ở ngoài đâu. Thì bắt đầu bạn ấy mới quyết định là ở nhà nghỉ. Mở nhà nghỉ phần gần phòng em nữa. Thì bắt đầu em mới nói là thôi bây giờ anh ở trong đây đi. Rồi tầm 2-3 giờ sáng rồi em lại em rước anh đi đưa ra bến xe về. Thì cũng hai đang sáng là kêu ngủ đi, cưng thức chi vậy? Thực hiện cái lời hứa đó chị. Với là kêu nó ngủ được đúng không? Cứ em nghĩ trong đầu không? Em nghĩ trong đầu là 3 giờ sáng ít nhiều gì mình cũng phải liếm lát một xíu. Đó thì em nên thì thấy em biết định là 3 giờ sáng mà không tức là em ngủ không có được luôn. Là em phải 3 giờ sáng. Em sẽ ảo rực trong lòng đó. Cũng rất là ảo rực luôn. Bởi vì hình như là mình nghĩ là cái này chắc thằng này thương thiệt. Thì 3 giờ sáng thì mới lại đó. Thì bắt đầu cũng ngồi nói chuyện sau bắt đầu hai đứa mới hôn nhau thì chỉ kiểu. Nhưng mà chỉ hôn nhau thôi chứ ngoài ra không có chuyện gì mà nó sâu lắm. 50-50 phải không? Dạ dạ. Cũng gì đó. Rồi là lúc đó là coi như chúng trong sáng. Dạ trong sáng. Cũng như bình thường sau đó là em đưa bạn đó đi ra bến xe. Dạ. Kéo dài lâu không? Trong 6 tháng hai đứa chỉ gặp nhau được 10-11 ngày vậy thôi. Sau thời gian đó hình như là bạn ấy thương em nhiều quá nên mà em mới quyết định là ở qua bên Đồng Nai làm việc với em. Thì bạn ấy cũng ở gần phòng em. Thì trong cái thời gian ở gần phòng nhau á thì hầu như là hai đứa ngày nào cũng gặp nhau nên thế hiểu được cái tính nết của nhau á. Thì bắt đầu em mới biết phát chép một điều là em với bạn này không có hợp. Tại cái tính em mặc rất là nhỏ nhưng mà cái tính tình của em nó rất là chững chạc nên mình thấy lúc nào em cũng muốn người yêu của em là phải chững chạc này cái kiểu. Mà trong khi đó là bạn ấy là không có những yêu nhau á thì thấy dễ nhưng mà ở gần nhau á dạ, đúng rồi. Ở chung được với nhau dạ. Là nó rất là khó. Rất là khó luôn, thật sự. Một lúc mà chia tay thì rất là im ổn nha. Em không có liên lưu gì hết á. Khi mà bạn ấy có bồ á, lúc đó có bồ em mới tức. Mà phải chi bạn ấy bồ mà ấy đẹp hơn em đâu, mà xấu hơn em mới tức chứ. Xấu hơn em mới tức chứ. Thấy sao tức chứ là em hết quen người ta rồi thì người ta có bồ chứ mình hiểu. Em không hiểu cảm giác sao luôn. Lúc mà chia tay á thì em muốn là em làm giá, em muốn là khi mà chia tay á thì bạn này phải níu kéo em này chỉ kiểu. Nhưng mà không, em chia tay thử rồi bạn chia tay em luôn. Thì bắt đầu bé em mới tức á chị. Mà sao mà tự nhiên thử là sao? Nếu như không hợp thì có mình chia tay. Ý là như vậy nè, em cái tính em nó hơi tự cao. Em muốn là em phải hơn người khác chứ không muốn là em dưới người khác. Mà trong tình yêu mình đừng có quan trọng vấn đề dưới hay là hơn. Lúc đó thì chắc có lẽ là em còn nhỏ quá nên em không có nhận thức được cái điều nếu đó. Như em nói cái câu em sống chung với nhau không hợp em chia tay chị đồng ý. Dạ. Còn nếu để mà chia tay để người ta năn nỉ mình thì không có nên. Dạ. Mình còn thương người ta thôi, mình còn thương thì mình chấp nhận. Còn không thì chia tay chứ sao mà chia tay mà muốn người ta tự nhiên muốn người ta năn nỉ trở lại là sao? Chắc có lẽ là lúc đó mâu thuẫn quá. Chắc có lúc lẽ là lúc đó em còn nhỏ quá, cái suy nghĩ em không được chín chắn và có một chút gì đó sự đố kỵ ở trong đó nữa. Nhưng mà chia tay xong mà tiếc. Đúng rồi tiếc. Lúc mà chia tay thì nói chung bình thường lắm, tại vì nó cũng không có bồ, em cũng không có bồ, em nghĩ là em đi ngang này kia kiểu như vậy là hú hút nó, nhưng mà không có. Lúc mà nó có bồ trời em tức kinh khủng luôn. Vậy là em còn thương người ta? Còn thương, đúng em còn thương. Thí dụ như hai đứa ở chung nhau này không hợp mà nếu mình thương thì mình nhường, từ từ thì người ta thấy mình nhường, mình sửa được những cái gì mình không tốt thì người ta sẽ tự động ta sửa những cái gì của người ta không tốt. Cho đến hiện tại bây giờ em nghĩ là trong tình yêu thì đôi khi mình phải bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Tại bởi vì em tháo hắn quá trong tình cảm. Thì sau khoảng thời gian mình chia tay bạn ấy rồi á thì em mới có những cái mối quan hệ khác. Nhưng mà nó cứ dạng là xương xương ương ương thôi, chứ nó không có đậm sâu. Cho đến mối tình mà cái thời Covid của em là mối tình mà đủ để cho em mà liếng lưu và đậm sâu nhất. Là mới gần đây hả? Dạ mới gần đây luôn. Cũng mới chia tay cách đây 3 tháng. Quen được bao lâu mà chia tay 3 tháng cơ? Quen 3 tháng luôn. Thời Covid mà chị, đâu có đi chơi với bạn bè này kia cái kiểu đâu. Thì bắt đầu em với bạn này cũng quen nhau ở trên mạng xã hội. Thì bắt đầu hai đứa có bà Corona hả? Thì hai đứa mới bắt đầu mới biết được là gặp nhau. Mà lúc mà gặp nhau thì bệnh dịch mà nên mình thấy mình đâu có mở khẩu trang ra được. Thì bắt đầu thì hai đứa vẫn bịt khẩu trang. Gặp nhau rồi sau bắt đầu lên xe thì bạn ấy mới chở em đi đi mua những cái món mà em thích, mua rất là nhiều. Mà dịch mà cũng đi ra đường quen được hay quá. Buồn lắm chị, tự tính em hay có hay đi chơi. Với lại em nghĩ là dịch một tháng chị không bước ra khỏi nhà. Dạ. Đợt đầu là chị không ra đường luôn. Tại vì chị có chồng rồi. Chị bất động. Thì hai vợ chồng sẽ ở nhà với nhau. Người ta cô đơn nó phải khác chứ chị. Thì bắt đầu mua đồ ăn này kia kiểu. Xong bắt đầu em mới đề nghị bạn ấy là thôi bây giờ mình đi ra công viên đi. Em thì em biết cái công viên chỗ đó. Thì bạn ấy cũng biết công viên chỗ đó luôn.
thì bà ấy chở em, cái sau bắt đầu thì chạy được phần nửa, cái sau bà ấy quẹo qua phía bên phải, mà trong đó em nghĩ trong đầu, ủa chưa tới công viên mà ta, ủa anh đi đường tắt như vậy anh á, chạy đi một hồi, cái sau bắt đầu cái góc đó rất là tối nha, cái sau nhìn trước nhìn sau thì trước mặt em là cái bãi nhà nghỉ, cái sau bà ấy nói là thôi bây giờ cũng trễ, hai đứa mình vô đây ăn đi rồi hai đứa mình về, cái sau em nói trời vô đây rồi sao về được, em nghĩ trong đầu em thôi nha, thấy thôi lỡ rồi theo lao luôn. Cái sau bắt đầu em mới vô chổng, thì bắt đầu vẫn chưa mở hố trang ra nha chị, chưa mở hố trang ra thì lúc đó thì em mới vô toilet để đi vệ sinh, lúc mà em ra thì bạn ấy đã mở hố trang, cái sau bạn ấy quay mặt qua, trời đất ơi nó đẹp trai mà nó vừa miệng ghê luôn chị, nó đẹp trai mà nó vừa miệng ghê luôn chị, đẹp hú hồn luôn hả? Rất là đẹp luôn, đúng gu của em luôn, bởi cái tính em là rất thích những người mà tập kim rồi cao gáo giống như anh Tân vậy nè. À gu của em vậy hả? Đúng rồi, tụi em nhìn Tân rồi đó. Bắt đầu hai đứa mới ngồi lại. Thì nói chung là em thích những cái người nào mà cái gu của mình á, thì em hay làm kiểu dạng hơi lẳng lơ này kia, kiểu hay ngoan hiền á, mặc dù cái là đói nha, đồ ăn rất là nhiều, cái là đói. Kêu em ăn đi nhưng mà em không ăn. Cái nhà mình cũng giữ khép nép lại xíu. Thì bắt đầu ăn được miếng, sau bạn ấy mới nói là thôi anh mệt quá anh lên đi nằm trước. Thì bạn ấy nằm kệ, em cũng ngồi coffee. Cái sau bắt đầu hỏi nó em mệt không? Nó cũng có. Cái sau bạn ấy mới kêu em là thôi lên nằm với anh nè. Thì cũng nằm luôn. Cái sau bắt đầu nằm thì bắt đầu khi mình nằm thì nói chung cũng có khoảng cách nha, nhưng mà cái tình yêu nó hay như thế này nè, dù mình có quen nhau bao nhiêu người đi chăng nữa thì cái mối tình đầu tiên á, mối tình mới đó cũng giống như mối tình đầu tiên vậy đó, nó vẫn hồi hộp, nó vẫn run. Thì bạn ấy mới đầu nựng nựng cái tay em, rồi bạn ấy mới bay hôn em, cái sau bắt đầu hôn em cái nữa, thì bạn ấy thôi giờ em nằm xuống đi mệt quá trời, cái sau bắt đầu em cũng nằm, thì bạn ấy hôn em, cái sau quay qua em hôn bạn ấy luôn, ăn xong cái sau ăn nhau luôn. Vậy là hai đứa bắt đầu quen nhau. Chính thức quen nhau nghe đó. Bạn đó vừa ăn lắm hả? Cái là đẹp trai, nói chung đúng gu của em luôn. Đúng gu sống ngắn dữ cưng. Thật sự ra thì trong chuyện tình cảm thì nó có nhiều cái lý do để mình chia tay. Hay là ăn quà chán? Không phải là ăn quà đâu chị, ta ít ăn nhau lắm. Tại vì hai đứa cũng làm thời gian rất là trái chiều với nhau. Do vì khi ít ăn lắm người ta mới chán mình á. Em nghĩ là sau này em có quen thì em cũng ăn thường xuyên mới được. Ăn đúng cử, cái hiểu không? Hiểu không? Dạ. Trời ơi, ăn ít người ta chán mà. Rồi ok, em sẽ nghe là chị Khánh Chi. Rồi về cái việc link come out với lại gia đình của mình á, thì nó dễ dàng lên. Mặc dù cha mẹ rất là thông cảm, nhưng mà cha mẹ vẫn không chấp nhận. Cha em thì hay hát ca cổ rất là hay. Thì lúc đó thì bạn bè của cha em hay lại chơi thì cũng lo lỗi. Ủa thằng Linh này nó cao gáo đẹp trai này kia kiểu, khi nào lấy vợ với nó? Thì cha em thấy là ồ chắc nó 25, 27 tuổi mới lấy vợ, nó có sự nghiệp này kia kiểu. Cha nói vậy là cha không chấp nhận rồi. Cha vẫn có hy vọng là mình sẽ lấy vợ. Cho đến khi mà come out lần thứ hai, mặc dù cha em vẫn chưa nói là ồ ta chấp nhận như vậy, nhưng mà cách nói chuyện của cha và em đọc được suy nghĩ là đã dần chấp nhận em. Thì lúc đó thì bạn bè cha em vẫn lại nhà, thì bắt đầu vẫn có câu hỏi để tiếp diễn. Thì cha mới nói một câu là ồ chắc không lấy vợ cho nó đâu. Và cha em đã khó hiểu được. Và cho hiện tại bây giờ thì cha em và cái mẹ em cuộc sống rất là thoải mái. Nhưng mà em nghĩ là người lớn thì lúc nào người ta cũng có sự sĩ diện, và đôi khi họ có một cái nỗi lòng mà không thể nào nói với mình. Em nghĩ là cha em chấp nhận là cho em vui thôi. Thương em. Dạ thương em, mới chấp nhận em như vậy. Cho thời gian thì cha em vẫn có gì đó gọi là lưu luyến vào, có một chút hy vọng là em nghĩ là em sẽ lấy vợ. Thôi để trả lời cho những câu hỏi của Linh á, thì mình mời bố của Linh ra đi. Dạ. Ủa vậy hả, có bố trên đây hả? Dạ, có mời bố. Linh mời chú ạ. Con mời chú. Xin chào. Dạ, Nghĩa Chi và Minh Tân. Dạ. Mình tên Nguyễn Văn Sĩ. Năm nay mình 44 tuổi. Là cha của Nhật Linh. Dạ, chú Sĩ. Ở khi mà chú nghe Linh come out với chú là Linh là gay á, cái cảm xúc lúc đấy của chú như nào ạ? Nói chung lúc đó là chú sốc. Sốc nhiều lắm. Trong khi chú đang bước đầu á, thì lúc nhỏ thì hỏi là Nhật Linh là con có gì không mà sao cái tính cách của con nó khác người khác. Thì Nhật Linh là chối, nó nói cha sanh con ra cha không biết sao, con cũng bình thường như người ta mà sao cha nói con vậy. Thành ra con lúc đó con nói vậy là mình cũng tự tin. Thời gian sau càng lớn lên là thấy nó cũng càng khác, nhưng mà nó điệu lắm. Nó hay sức kem rồi lắm. Cái nói với vợ á, nói sao Nhật Linh nó hay cái sức kem quá vậy em. Nó nói thì thằng trai mà tại nó điệu, nó sức, nó dưỡng mặt gì chứ đâu không có sao đâu. Nó có gì mà chết luôn á. Dòng họ mình bên nội bên ngoại không ai có gì hết trơn, mà nếu mà nói vậy là không được. Cái thời gian sau này nữa,
lên đây làm, cái bữa đó nó đi ăn mặc đi đám á, thấy nó hơi trái trái, hỏi nó lần nữa thì nó không trả lời, nó nói con cũng đi rồi. Rồi lúc đó mình cũng hơi buồn. Qua bữa sau đi làm có 11 giờ cái nó mới điện, nó nói chơi cha bữa nay cha khỏe không, cái nói cha khỏe, cha bây giờ con nói này cho cha nghe, cha bình tĩnh rồi chờ cha có thương con không. Nói thương chứ con mà sao không thương, cha thương con á thì con nói cái này cha có thể cho chấp nhận cho con không. Hỏi bây giờ con nói trước đi rồi cha mới coi như nói như thế nào. Nó nói hôm qua cha con đi đám cha nói vậy đó, thật tình là con thiệt như vậy đó. Lúc đó là nói chung là xúc động muốn buông cái điện thoại xuống luôn. Thường thường thì làm việc chắc chưa được nghỉ một tiếng rồi nó không ngủ. Rồi hai cha con cũng như nói chuyện mà nói cha nói không được. Nói chung là nó như là quá sốc. Rồi làm sao để chú có thể dần chấp nhận được cái câu chuyện đó ạ? Rồi cũng buồn, vô công ty cũng buồn, cũng nói với anh em làm trong công ty á, nói tôi có người con mà nó vậy đó, nhưng mà thật ra thì cái game của tôi là bên nội bên ngoại không có, nhưng mà con tôi là anh vậy. Không biết nó có lẽ là nó đi chơi với bạn bè rồi nó bị nhiễm như vậy không? Thì bạn bè nói là chắc không phải đâu, ở trên này bây giờ nhiều người như vậy lắm. Nhưng mà anh thương con á thì anh phải thông cảm, anh hiểu cho con. Chứ nếu mà anh áp lực với con quá, sợ nó tính cái đường cùng rồi anh hối hận. Là cháu phải rất là cảm ơn những cái người bạn của chú khi mà có những cái lời khuyên rất là thấu tình đạt lý như vậy luôn ạ. Dạ đúng rồi. Vâng ạ. Tại vì có nhiều người họ sẽ làm có những cái câu nói rất là sát thương mình á. Và cháu nghĩ là với cái cảm xúc của chú lúc đó thì cháu nghĩ là những câu nói đó đã cứu chú một phần đúng không? Dạ, lúc đó là thấy người mình nó khỏe lại, nó nhẹ nhàng lại. Rồi về, bắt đầu là về nói với vợ, thì đêm đó là hai vợ chồng không ngủ, khóc. Nói vì Nhật Linh này thì từ nhỏ lớn nó rất là có hiếu. Nó kỹ lưỡng, nó rất có hiếu, nó nghe lời lắm. Nhưng mà như vậy thì nói chung là sốc, mà suy nghĩ như bạn bè, rồi nội ngoại, rồi như vậy không thể là chấp nhận được. Rồi có bao giờ chú nghĩ tới cái việc là sau này Linh sẽ hết như vậy không ạ? Linh sẽ trở thành người con trai lại và sẽ cưới vợ không ạ? Đến chứ có hy vọng không? Đến bây giờ thì hy vọng chỉ có 20% thôi. Vẫn còn. Cũng còn hy vọng 20%. Biết là con mình như vậy nhưng mà vẫn hy vọng. Tại vì ở nhà em là cái người khá là man. Từ cách nói chuyện, từ cách ăn mặc thì tại bây giờ rất là thanh lịch. Cha nghĩ là thằng này chắc nó lấy vợ. Với là phần là em đi chơi này kia kiểu thì cũng có mấy bạn nữ thay thích em á. Thì mẹ em cũng nói là phải chi á, mày là con trai bình thường á, tao lấy vợ cho mày rồi. Cái sau bắt đầu cũng nói là con mới được như ý của mẹ rồi, con là như vậy. Mẹ mới im lặng, sao con mới hỏi là chắc hôm nào á, con nghĩ là mẹ nên nói với tất cả bạn bè của mẹ để đừng có hỏi con là như vậy, vậy sao. Mẹ nói là nói thì nói được rồi, nhưng mà mẹ ngại. Mẹ ngại. Khi mà mẹ nói như vậy, cái sao em cảm thấy hình như là em có lỗi được cái gì đó. Và tất cả cái khoảng thời gian đó thì kể cả trong nhà em nữa, em cảm thấy cái là u ám. Hầu như là em đang làm cái gì đó sai trái lắm. Thì thời gian sau thì bắt đầu mẹ cũng không có nói lên những điều đó. Hình như là mẹ em thấy được cái vẻ mặt buồn của em rồi. Cho cháu xin phép hỏi chú á, là cái việc mà chú còn đang suy nghĩ hay là băn khoăn về cái giới tính của Linh á là cái điều gì ạ? Giới tính thì thấy cái hy vọng, cái hy vọng của mình á là Nhật Linh là người con trai thật sự. Nhưng mà nó bây giờ nó nói với chú là nó như vậy. Chú cũng còn hy vọng, có thể là thời gian này có thể là nó chán. Nó chán cái hướng nó đi hiện giờ á, rồi nó quay lại nó cưới vợ. Nhưng mà chú có nghĩ là nếu như Nhật Linh quay lại cưới vợ mà cưới vợ mà không thương vợ, làm khổ vợ, thì chú nghĩ như sao? Tại vì cái giới tính này á, không có yêu con gái được, không có cảm xúc với lại con gái. Ai có cái máu này là có máu bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Đến lúc hợp người nào thì người đó thể hiện ra, bộc phát ra thôi. Nhiều khi lúc nhỏ Linh như vậy mà Linh sợ nói ra cô chú buồn, đâm ra là cứ giấu. Khi lớn lên thì Linh lại chững chạc, tự tin mà bộc lộ hơn. Tại vì con cũng từng là giống như Linh và trở thành con gái thật sự thì con vượt qua được cái giai đoạn đó. Đã là cái LGBT, là gay, đã làm BD rồi thì suốt đời không bao giờ yêu con gái được. Nếu mà có yêu đi nữa thì thương thôi, chỉ là thương thôi, thương hại thôi, hay là bị ép buộc lấy thôi. Một ngày đó cũng sẽ đi tìm tiếng gọi của tình yêu, thì như vậy sẽ khổ hơn, làm cho người ta khổ hơn. Nếu mà làm đẹp lòng cha mẹ lấy vợ đi, có những người LGBT đẹp lòng cha mẹ lấy vợ xong rồi đi ra đường thấy một người khác thích,
cái bỏ vợ bỏ con đi theo một cái tiếng gọi tình yêu như vậy nó còn khổ hơn. Thì lúc đó Nhật Linh cũng có nói, cũng hai cha con cũng có trao đổi nhau. Thì Nhật Linh nói con thì vậy rồi, cha cũng đừng có hy vọng. Bây giờ cha muốn con cưới vợ, con vì chữ hiếu, con nghe lời theo cha, con cưới vợ. Mà cưới vợ về sống không hạnh phúc và tội nghiệp con với người ta. Có người nói, nói chung là cũng rất là buồn lắm. Cũng có người nói bạn bè, cũng có người nói con mày sao tao thấy giống như Nhật Linh thấy giống như xăng pha nhớt quá vậy mày. Nói con mày nói câu nói đó là buồn. Nói chung buồn nó cũng lả lướt rồi thôi. Cháu mình cũng hiểu. Cháu xin phép giải thích về cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó chú không có lỗi, Linh cũng không có lỗi. Cái lỗi nằm ở những con người nói ra những cái lời nói làm chú đau lòng. Họ là người có lỗi nên cháu chỉ mong chú là chú biết cái lỗi nằm ở họ. Nên đừng tự trách mình cũng đừng tự trách Linh. Tại vì họ là những người muốn làm chú đau lòng chứ không phải là chú hoặc là Linh. Nếu như họ nói một cách khác nhẹ nhàng hơn, tại vì không ai sinh ra muốn con mình như vậy hết. Thí dụ đặt trường hợp là con của họ như vậy thì sao? Và thí dụ con nghĩ là một người LGBT đi, người ta sống tốt, người ta có hiếu, người ta giỏi thì vẫn là một con người được yêu thương, được yêu, được chọn cách sống. Con nói thật sự không ai muốn là trở thành người LGBT hết. Ai cũng muốn sinh ra là con gái thật sự, là con trai thật sự để có vợ, có chồng, có con. Không ai muốn sinh ra là một giới tính thứ ba để cho nhiều người khác kỳ thị và nói những lời xúc phạm. Rồi làm cái gì yêu đương cũng phải lén lút, rồi muốn thể hiện mình cũng phải lén lút. Mà ra đời cũng sợ người này người kia nói mình hết. Rất là nhiều khó khăn chú ạ. Con nghĩ gia đình mình phải động viên, phải thương nhiều hơn. Tại vì những người đó họ nói cho sướng miệng thôi. Chứ họ cũng chẳng cho mình được cái gì hết. Trang có thể với em như thế nào đi nữa, nhưng mà tất cả mọi người xung quanh đó, khi mà họ dồn nén mình vào cái đường cùng. Đúng. Và họ nói mình rất là nhiều, nhưng mình thấy mình tạo một cái áp lực rất là nặng nề. Và hơn thế nữa, mà cách mà họ không giải tỏa được á, thì họ sẽ rồi cha em sẽ đổ tội cho em. Cha em phải chỉ nhìn em và cha em nói thôi. Còn là thường ngày xưa mà cha mẹ về mà hay la con cái, đánh đập cái là do những người đúng là những người ở ngoài. Đúng rồi, không ai nói không, nói kích động, đâm ra về nhà mới bực chút giùm lên con mình. Tất cả mọi thứ đều mọi người tác động vào thôi. Phản ứng của mẹ Linh khi mà biết bản thân của Linh là gay như thế nào? Nói chung là vợ thì cũng hiền lắm, cũng ít nói, nhưng mà vợ chỉ biết khóc. Biết khóc. Nhưng mà hôm đó là vợ cũng có nói với mình một câu thì mình cũng rất là mừng. Vì vợ mới sanh bé sau này được 18 tháng. Rồi vợ nói anh ơi, Nhật Linh nó nói vậy rồi, mình phải thương nó nhiều hơn. Nói tới nữa là trở về già không có ai lo cho nó hết. Nhưng mà có Mỹ Anh này tới nữa là lớn lên có thể lo cho anh nó, cho anh hai nó. Vì nó vậy nữa tới nữa nó đâu có con, nó đâu có vợ, đâu có con. Thì nó sống về già, trở về già bệnh hoạn này đâu ai lo cho nó. Nhưng mà mình có đứa bé này là, bé này thì cũng không có tính trước, nó cũng tình cờ nó đến. Nhưng mà có rồi, vợ nói câu đó, nói đó, thì mình cũng rất là hạnh phúc. Mà rất là hiểu, cũng thương con, mà cũng chắc nghĩ chắc trời cũng cho mình vậy. Để trở về già thì lúc mình già mình mất rồi, con lớn lên thì có ai lo cho nó. Nhưng mà có thể có em nó lo cho nó. Tại vì cháu cũng là cái là gay giống như Linh. Cháu chỉ xin phép nói lên cái quan điểm của mình thôi nhá. Là cháu thấy chú đang có rất là nhiều cảm xúc bây giờ. Thì cháu chỉ muốn chú nhớ là những cái người mà nói những cái lời đau lòng đến với chú á, là những cái người đấy họ sai. Và cái thứ hai nữa là nếu mà Linh không thể cho chú một cô con dâu á, thì biết đâu chú sẽ có một cái cậu con rể khác. Đúng rồi. Cũng sẽ yêu thương Linh, yêu thương cô chú. Và cái việc có con bây giờ nó không khó nữa ạ. Khoa học nó rất là tiên tiến rồi. Và nên cháu mong là cô chú có thể tiếp nhận những cái thông tin này và có thể chấp nhận Linh hoàn toàn và yêu thương Linh nhiều hơn nữa. Đối với riêng bản thân của em nghĩ á, mình sinh ra và lớn lên á là để được yêu thương và để được hạnh phúc, chứ không phải sinh ra là để duy trì nội giống và là để làm hài lòng người khác. Mà chứ quan trọng là cha mẹ em thôi. Thật sự thì miệng đời á, mình không thể nào mà mình ngăn cản được người ta nói gì hết. Bây giờ chú không có con dâu thì muốn chú có một con rể yêu thương chú, lo lắng cho chú với là cô thì con thấy cũng là hạnh phúc. Đèn ai nó sáng. Dạ đúng rồi. Con chúc chú nhiều sức khỏe, nhưng mà con mong rằng là chú đừng có buồn. Chú nghe con và Tuân chia sẻ thì chú sống thoáng hơn, vui hơn. Tại vì người ta nhiều khi người ta nói, người ta không đặt người ta vào hoàn cảnh của mình. Người ta nói một cách rất là dễ dàng. Và quan trọng nhất, dù là giới tính nào, miễn sao con mình có Thảo, có Hiếu, yêu thương cha mẹ, rất là hạnh phúc rồi. Và chúc cho em nhiều sức khỏe và gặp được một người yêu em để bù đắp cho những ngày mà em đau khổ trong tình yêu. Và chúc em thực hiện thành công được cơ mơ của em. Cảm ơn chị.